Em Dũng Hương Hà Nội Audio xin được mến chào các bác, và hôm nay là ngày 30 tháng 5 năm 2024 thì em Dũng sẽ lên sóng và review chi tiết cho các bác về 5 chiếc đầu DAC. Thì trong đó là có 4 chiếc của Marang và 1 chiếc của Đờ Lông. Đấy thì cái loạt hàng về ngày hôm kia thì hôm qua em cũng đã lên sóng 5 chiếc CD của Marang. Hôm nay thì em sẽ lên sóng 5 chiếc DAC của Marang và của Đờ Lông. Và hiện tại thì ngày mai thì em sẽ lên sóng những chiếc đầu MD của Soli. Đây vẫn còn tầm 1 2 3 4 5 6 7 7 cái món 7 chiếc đầu nữa. Đấy thì hôm nay thì em sẽ lên sóng cho các bác là 5 chiếc. Đấy thì để vào phần báo giá chi tiết thì em vẫn làm cái chương trình đoán 3 số cuối của cái tờ tiền 20.000. Thì phần quà nó là một chiếc DAC của Soli gồm có nguồn adapter. Và hôm nay thì em sẽ thêm cho các bác một sợi dây phần quà thêm cho các bác một sợi dây 3.5 RAV. Đấy thì các bác sẽ bình luận cho em 3 số cuối của cái tờ tiền 20.000 vào video này. Thứ hai, các bác cho em xin nút like video, và thứ ba, các bác cho em nút đăng ký kênh và bấm cho em cái chuông thông báo để vào lúc 12 giờ trưa tất cả các ngày trong tuần thì bên em sẽ lên sóng review chi tiết cho các bác về những cái sản phẩm đang có mặt tại shop em ngày hôm nay. Và chiếc đầu phần quà đó là chiếc DAC của Soli 24 bit các bác nhé. Các bác sẽ lấy đường nỗ 3.5 này ra mini, còn đường vào thì các bác sẽ dùng cho em đường quang từ TV hoặc đường aux in cũng được. Đấy, đường này in đấy, và nó dùng nguồn adapter 9V. Đấy, con này là model Sony DP1000. Đấy, máy được lắp ráp tại Malaysia và có số seri là 2899 này. Đấy, con này chất âm cực kỳ hay luôn. Thì con này giá bên em đang bán là cũng hơn 2 triệu, thì em nên làm quà tặng cho các bác để các bác đoán số vui chơi có thưởng. Đấy thì các bác sẽ bình luận cho em vào video này nhé. Và các bác mà chưa đăng ký kênh thì các bác cũng cho em xin nút đăng ký kênh, là coi như các bác đã đồng hành ủng hộ shop em rồi. Đấy thì hiện tại thì hàng bên em đợt này thì cũng về để bán cho các bác vào hè. Đấy, cũng rất nhiều. Đấy thì bây giờ em xin phép là em sẽ khui 5 cái chiếc đầu này ra, và em sẽ bắt đầu báo giá chi tiết từng sản phẩm một cho các bác nhé. Vâng, thì em cũng đã khui 5 cái chiếc DAC này ra rồi. Đấy thì bây giờ em sẽ báo giá đầu tiên cho các bác nhé. Em sẽ báo giá cho các bác con Đờ Lông DLP730RE. Thì con này máy về trong tình trạng là full thùng xốp và đầy đủ phụ kiện như là chiếc điều khiển zin, có mã là RC1197 này. Con này thì bản thân nó là một con music server. Đấy, có chức năng AirPlay này, bắt wifi này, chức năng đọc USB, đọc ổ cứng này, streamer các app nhiều tiếng như Tidal này, app Spotify này, hay chơi AirPlay từ iPhone này. Và con này thì các bác có thể là sử dụng app để điều khiển nữa. Đấy, con này rất đẹp, máy phun thùng xốp Đờ Lông DLP730RE, con này rất đẹp các bác nhé. Đấy, quay chi tiết cho các bác xem này. Và con này trên USB nó đọc được tất cả các file nhạc nốt nét. Đấy, đây đây là cái râu của nó đây. Đấy, các bác để xoay như này cho em được này. Đấy, và con này thì bản thân nó là một con music server, thế nên là con này nó không có đường quang từ TV vào các bác nhé, nó chỉ có đường quang out để dành cho các bác ra thuần DAC thôi. Đấy, và con này thì được sản xuất vào năm 2018, máy cực kỳ mới và sử dụng điện 100V 50/60Hz 18W, số seri của nó là 00797 đuôi. Đây, em quay luôn cái thùng này, 00797 đuôi các bác nhé. Đấy, và con này thì nó có một đường quang ra và một đường AV RAMNI. Đấy, hai đây là hai râu bắt wifi này. Đấy, râu wifi kép. Đấy thì con này thì đây cái chức năng của nó đây. Make in iPod, iPhone này, AirPlay, Network này, Wi-Fi này, DNNA này. Đấy, và con này thì các bạn có thể search em được các app nổi tiếng như app Tidal, app Spotify. Và nó có một cái điều đặc biệt là dùng app được điều khiển này. Và con này các bác có thể lấy đường quang ra để ra một chiếc DAC khác, ra một chiếc thuần DAC để giải mã, hoặc lấy được thẳng đường audio out cũng được. Con này rất đẹp ạ. Và cái model 730RE này thì nó là cái bản nâng cấp của model 720SE, DLP720SE các bác nhé. Thế nên là cái giá nó cũng sẽ đắt hơn. Đấy thì con 730RE này, thì con này thì bên em đang bán là 6.800.000 đồng. Đấy, 6.800.000 đồng, máy cực kỳ đẹp, đẹp xuất sắc luôn, không có một vết nào luôn ạ. Đấy, không có một vết nào. Đấy, rất đẹp, nắp lưng đây,
Và model 730RE này thì bên em bán ra thì bên em sẽ tặng cho các bác là một USB 64GB, một dây quang và một dây AV. Một dây quang để cho các bác ra DAC hoặc một dây AV, một USB 64GB và vẫn bảo hành cho các bác 3 tháng nối 1 đổi 1. Đấy là cái model 730RE đầu tiên đã xong. Đấy thì các bác cần thì các bác cứ liên hệ em nhé. Tiếp theo là em sẽ giới thiệu đến các bác hai cái mẫu NA8005 DAC của Marang, hai con DAC network, một con thì full thùng xốp và một con này thì nó không có thùng và nó đầy đủ phụ kiện. Con này rất đẹp này. Hai con đều rất đẹp các bác nhá. Em sẽ quay con không có thùng trước này. Đây, rất đẹp. Nắp lưng là không móp méo gì ạ. Đấy, mặt miếc không có xước sát gì. Đây phụ kiện của nó đây. Dây nguồn sách khiển này, khiển của nó đúng mã này, RC003LA. Và con phun thùng xốp cũng vậy, khiển đúng mã RC003LA này. Dây nguồn này, sách hướng dẫn này. Và đây là con có thùng này. Thì về cái độ mới và cái độ đẹp thì hai con này thì đẹp như nhau các bác nhá. Và hai con này thì đều được sản xuất vào năm 2020. Đấy, hai con này đều được lắp ráp tại Trung Quốc và tất cả những mẫu DAC của Marang đều được lắp ráp tại Trung Quốc và lắp ráp tại Việt Nam. Đa số là sẽ tại Trung Quốc các bác nhá. Còn hàng bên em thì vẫn là hàng Nhật 100V. Điện 100V 50/60Hz 30W. Đây là cổng Avera này. Và đây là đường giải mã từ máy tính này, đường quang, đường đồng trục này, quang ra, đồng trục ra này. Và con này cắm dây mạng để các bác có thể streamer được các app điều khiển ở trên điện thoại, hoặc là các bác sẽ dùng Spotify phát AirPlay. Đấy, nhiều chức năng. Đấy, và con này thì đằng trước nó có chức năng đọc USB và ổ cứng, và con này đọc được file, những file nhạc chuẩn nốt nét như là WAV hay là FLAC hoặc là những file nhạc DSD. Và bản thân hai con này là hai con giải mã 32 bit các bác nhá. 32 bit và DSD từ 2.8 đến 5.6 MHz. Và đây là con không có hộp đấy ạ. Đấy, rất đẹp ạ. 30W. Số series là 0199 đây. Đấy. Đấy, hai con này thì chức năng của nó thì y xì như nhau các bác nhá. Đấy là em cũng khẳng định luôn là hai chức năng y xì như nhau. Đấy. Còn nó chỉ khác nhau có cái thùng xốp thôi. Đấy, còn phụ kiện thì vẫn đầy đủ, sách khiển, dây nguồn, zin. Đấy thì em cũng sẽ báo giá luôn hai con này cho các bác nhá. Báo giá luôn hai cái mẫu này thì em đã có rất nhiều cái video giới thiệu chi tiết test chức năng về hai con này rồi. Đấy. Thì em sẽ báo giá luôn là hai chiếc này thì cái chiếc không có hộp thì là 15 triệu. Còn cái chiếc mà có hộp xốp đây, thùng xốp đây thì là 15.500.000. Đấy, giá vẫn không đổi. Và hai mẫu này thì bên em bán ra đều tặng cho các bác là một dây quang, một dây AV, một USB 64GB và vẫn bảo hành cho các bác 3 tháng nối 1 đổi 1. Đấy. Hai mẫu DAC giải mã cao cấp và hai cái mẫu này giá tại thị trường Việt Nam đang bán là 38, 39, 40 triệu. Đấy, cũng rất cao. Đấy. Đây em quay lại con không có hộp cho các bác xem này. Đấy, đẹp xuất sắc nha các bác nhá. Hàng rất đẹp nên các bác yên tâm. Đấy. Còn các bác cần có ảnh chi tiết ruột gan góc cạnh của hai con này thì các bác cứ liên hệ số Zalo em. Em sẽ gửi chi tiết cho các bác vào Zalo từng con một để các bác có cái lựa chọn. Đấy. Đấy, phụ kiện của nó đây ạ. Đấy, đầy đủ hết các bác nhá. Đấy thì hai mẫu này thì em cũng báo giá lại này. 8005 không có hộp, không có thùng xốp nhé các bác nhá. Là 15 triệu. Còn con full thùng xốp này thì là 15.500.000. Đấy. Vâng. Tiếp tục thì em cũng lại giới thiệu đến các bác một chiếc DAC của Marang nữa. Nó là chiếc Marang LA6005. Thì chiếc này thì cũng máy về gồm có dây nguồn này và cuốn sách catalog hướng dẫn Marang Network Audio Player LA6005. Là tất cả sách bên em đều là sách zin tiếng Nhật các bác nhá. Và một chiếc điều khiển đúng mã của nó RC004LA, khiển zin đi theo máy về. Và con DAC Marang LA805 này thì con này nó chức năng của nó thì nó bắt được wifi, bắt được bluetooth này. Đấy, bắt được bluetooth. Đấy, và có giải mã từ đường quang từ TV này. Và con này được sản xuất vào năm 2017, có số series là 1742. Và con này nó có một đường Avera. Đấy thì mẫu 605 này thì mẫu này cũng chỉnh được volume to nhỏ giống mẫu
rỗng 2 mẫu 8005 này các bác nhá. Đấy. Và con này thì được lắp ráp tại Trung Quốc này. Đấy, bắt wifi, bắt bluetooth, đọc USB, đọc ổ cứng này. Sở chem, có nghĩa là chức năng của con 6005 này thì nó là một con giải mã network audio và cũng là giải mã 32 bit. Và USB này thì cũng đọc được những file nhạc DSD và cũng dùng app Marang để điều khiển. Đấy, đầy đủ các chức năng. Máy rất đẹp rồi. Con này về thì rất đẹp ạ. Rất đẹp, góc cạnh này các bác nhé, nắp lưng đây. Đấy, rất đẹp. Đây là hai râu em gắn sẵn vào đây, wifi và bluetooth này. Có giải mã đường quang TV và con này có đường quang ao. Và cái model LA605 này thì nó không có đường giải mã từ máy tính các bác nhé, nó không có giải mã máy tính. Còn chức năng thì nó thêm được cái chức năng bluetooth, được cái wifi. Còn chất âm thì nó không bằng hai cái chiếc LA608005 kia được. Đấy. Đấy. Còn về chức năng nữa là chức năng chỉnh volume to nhỏ ở trên con LA605 này là cũng được chỉnh volume to nhỏ các bác, cũng coi như là một chiếc playout. Đấy, rất chi là tiện. Và cái màn hình của nó thì đặc trưng của Marang là màn hình hiển thị 3 dòng. Đấy, và đây có hai cái điều khiển này. Đây là điều khiển ổ cứng này. Đấy. Rất đẹp. Về cái chức năng khi các bác kết nối được wifi thì các bác sẽ phát được AirPlay này. Và các bác sẽ streamer được tất cả những cái app như là app Tidal, app Spotify. Đấy, và một số app nổi tiếng khác. Dùng AirPlay để điều khiển điện thoại iPhone đấy, dùng AirPlay để kết nối với điện thoại iPhone nữa. Thì con Marang LA806005 này nhá, thì con này em bán là 10.500.000 đồng. Đấy, 10.500.000 đồng, giá cực kỳ tốt và cực kỳ dễ chịu. Con này thì bên em bán ra thì sẽ tặng cho các bác là một USB 64GB, một dây quang và một dây AV, và vẫn bảo hành cho các bác 3 tháng các bác nhé. Nó sử dụng công nghệ DNNA này, wifi này. Đấy, Marang LA6005. Đấy, rất đẹp. Tiếp tục nữa là bên em sẽ giới thiệu đến các bác một cái mẫu cuối cùng trong loạt, là trong cái loạt 5 mẫu DAC ngày hôm nay. Nó là con Marang LA6006. Đây. Đấy, LA6006 này. Đây là khiển zin của nó, RC005LA. Đấy. Và đây là dây nguồn này. Và con này thì nó được cải tiến nâng cấp hơn con Marang LA6005 về cái định dạng đọc ổ cứng. Còn con này cũng có cả wifi, cũng có cả bluetooth. Và nó có một cái khác của mẫu Marang LA6005 và 8005 nữa là con này đã dùng cái app Heo để điều khiển rồi. Nó giống với con hôm qua em lên sóng là con Marang ND806, con CD đấy ạ. Nó cũng dùng app Heo, cũng đọc USB, đọc ổ cứng, cũng streamer tất cả các app nổi tiếng như Spotify, app Tidal. Đấy. Và con này cũng về trong tình trạng đẹp như mới ạ. Rất đẹp ạ. Và con Marang này thì được sản xuất vào năm 2020. Số series của nó là 1727, điện 100V, 50/60Hz, 35W. Và được lắp ráp tại Việt Nam này. Đây là hai cái râu wifi em cũng bắt vào đây rồi. Đấy. Và đây nó cũng có một đường quang ra, một đường quang ra đây, một đường quang vào để từ TV. Và con này thì đặc biệt nó có hai đường AV ra, một đường Fitzo và một đường Variable. Cái đường variable này thì các bác chỉnh được volume, còn cái đường fit sổ này các bác âm thanh mặc định ra của đầu. Và cả hai đường AV này là đều ra cùng một nút các bác nhé. Đấy. Đấy, rất chi là tiện. Đấy, em quay cho các bác cận cảnh này, rất đẹp. Marang LA606. Về cái chất âm của ba cái mẫu LA8005, LA6006 và LA6005 này thì em cũng xin nhấn mạnh là em đã là người bán DAC thâm niên đến bây giờ là năm nay năm thứ 8 rồi. Thì em cũng khẳng định luôn cái mẫu Marang LA8005 này là mẫu chất âm hay nhất. Đó, chất âm thì hay nhất nhưng công nghệ thì không bằng hai cái mẫu LA605 và LA606. Cái công nghệ của LA6005 và 606 thì nó tiên tiến hơn. Nó có wifi, nó có bluetooth. Còn con 8005 thì nó cắm dây mạng và nó không có bluetooth nhé. Đấy, như chất âm thì con 8005 thì nó sẽ hơn hẳn con LA606 và con LA605. Còn về cái giá tiền mà bên em bán ra con LA6006 này thì con này bên em bán ra là 15.500.000 các bác nhé.
bằng với giá tiền của con Marantz LA805. Đấy. Đấy thì tất cả bốn cái model này, bốn chiếc ba mẫu này bên em bán ra đều tặng cho các bác một USB 64GB, một dây quang, một dây AV và vẫn bảo hành cho các bác 3 tháng lỗi một đổi một. Đấy thì hôm nay thì em cũng đã báo giá chi tiết cho các bác 5 chiếc đầu DAC. Đấy thì các bác ưng món nào thì các bác cứ liên hệ thẳng với em theo cái số điện thoại hotline duy nhất ở trên màn hình đây ạ. 0966723489. Địa chỉ xem hàng bên em tại Cầu Phùng, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, và bên em vẫn có giao hàng ship code toàn quốc. Và ngoài những mẫu Marantz DAC hôm nay em giới thiệu đến các bác thì hiện tại em cũng còn hai mẫu DAC khác. Nó là mẫu Marantz LA11S1, mẫu DAC hết số, và mẫu Marantz LA7004 màu đen. Cái mẫu 11S1 này thì bên em đang bán là 34 triệu các bác nhé, full thùng xốp máy màu vàng. Còn mẫu 7004 màu đen này thì bên em đang bán là 10 triệu đấy, máy màu đen, full thùng xốp. Đấy. Đấy thì một lần nữa thì em cũng xin chân thành cảm ơn các bác suốt thời gian qua, các bác đã luôn ủng hộ hàng hóa bên em. Và một lần nữa thì em cũng xin chân thành cảm ơn và em xin dừng video tại đây ạ.